đồng chí Nguyễn Duy Trinh, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, với 75 tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục cả ba miền Trung, Nam, Bắc. Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Duy Trinh cũng chứng tỏ được phẩm chất của một người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng và nhà nước ta. Để hiểu hơn về những cống hiến của ông, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, tên thật là Nguyễn Đình Biền, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1910 tại làng Cổ Đan, Tổng Đặc Xá, nay là nhóm 12, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là hậu duệ đời thứ 15 của Thủy Tổ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Thuở nhỏ, ông được cha là cụ cử nhân Nguyễn Đình Tiếp kèm cặp, sau đó theo học quốc ngữ ở Đặng Xá. Vốn thông minh sáng dạ, giỏi cả Hán văn và Pháp ngữ, năm 12 tuổi, ông được gia đình cho theo học tại trường Quốc học Vinh. Ông sớm tham gia phong trào học sinh chống áp bức của thực dân phong kiến, đòi tự do hoạt động chính trị ở Vinh như tham gia lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh, tham gia ký tên và bản yêu sách đòi thực dân Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu. Năm 1928, ông tham gia Đảng Tân Việt, một trong những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó được tổ chức tín nhiệm phân công hoạt động tại Sài Gòn, Gia Định. Để tránh sự truy lùng của mật thám, ông đổi tên thành Nguyễn Duy Trinh. Lá cờ đầu trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày 28 tháng 12 năm 1930, hưởng ứng lời kêu gọi của Sứ ủy Trung Kỳ tổ chức lễ truy điệu các chiến sĩ đã hy sinh, ông cùng các cấp ủy đảng ở Nghi Lộc, lãnh đạo Nông Hội Đỏ, Hội Phụ Nữ Giải Phóng, Thanh niên Cộng sản Đoàn, phối hợp với tỉnh ủy Vinh, Bến Thủy, vận động được hàng ngàn quần chúng nhân dân Nghi Lộc cùng với công nhân các nhà máy, nhân dân thị xã Vinh và Phủ Hương Nguyên tập trung về Giam Mụ Nuôi, làng Lộc Đa, Hưng Lộc, dự lễ. Cuộc vận động này đã được đồng chí Nguyễn Ái Quốc phản ánh trong bài Nghệ Tĩnh Đỏ gửi Bộ Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ngày 19 tháng 2 năm 1931. Sáng ngày 2 tháng 1 năm 1931, chi huyện Tôn Thất Hoàn đưa lính đến nhà Lý Trưởng, làng Song Lộc, đàn áp quần chúng và bắt hai gia đình cách mạng. Với lòng căm thù cao độ, khí thế cách mạng sục sôi, quần chúng đã vùng lên giết chi huyện Tôn Thất Hoàn, phó chánh tổng Đặng Xá, phó lý, chánh đoàn làng Song Lộc và 5 tên lính trước cây đa đền chính vị. Trước tình hình đó, ông Trinh đã lãnh đạo các chi bộ đảng, ban chấp hành Nông Hội Đỏ, tiến hành họp hội nghị khẩn cấp bàn biện pháp đối phó, cử cán bộ đến phối hợp cùng với các chi bộ đảng, một mặt đưa số cán bộ, đảng viên đã bị lộ mặt đi hoạt động nơi khác, họp hội viên Nông Hội Đỏ thảo luận kế hoạch đối phó khi địch đến đàn áp, chuẩn bị tinh thần đấu tranh cho nhân dân. Thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, tổ chức đảng ở huyện Nghi Lộc đã phát triển từ 15 chi bộ với 58 đảng viên lên 23 chi bộ với 162 đảng viên. Nông Hội Đỏ phát triển từ 1.574 hội viên hoạt động trong 19 làng xã lên 4.926 hội viên. Ngoài ra, còn có 118 hội viên Hội Phụ Nữ Giải Phóng, 64 đoàn viên Thanh niên Cộng sản Đoàn và hàng chục hội viên Hội Cứu Tế Đỏ, Hội Tán Trợ Cách Mạng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, thực dân Pháp và chính quyền Nam Triều phong kiến đã nhanh chóng tập trung lực lượng để phá cho được thành quả Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chúng dựng lên ở Nghi Lộc một hệ thống đồn bốt dày đặc. Tháng 4 năm 1931, trong một xóm nghèo ở làng Đức Thịnh trên đường đi cửa hội, dưới sự chủ trì của ông, các đồng chí đã tiến hành họp bàn kế hoạch và lập ra ban cán bộ huyện ủy mới, tiếp tục duy trì sự hoạt động của đảng bộ. Hội nghị đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Duy Trinh làm bí thư huyện ủy Nghi Lộc mới. Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Trinh và ban cán sự đã tìm cách liên lạc được với Sứ ủy Trung Kỳ đóng tại Bến Thủy. Cuối tháng 4 năm 1931, ông tham dự cuộc hội nghị khuếch đại mở rộng của Sứ ủy do đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Trung ương ủy viên của Đảng, phụ trách. Địch đã tiến hành các chính sách đàn áp phong trào với những đòn khủng bố hung dữ nhất, tiến hành nhiều vụ thảm sát đẫm máu, gây tổn thất nặng cho phong trào. Chính quyền cách mạng khắp các xã tàn rã. Trước tình thế ngặt nghèo, đồng chí Nguyễn Duy Trinh không hề nhụt chí,
tiếp tục bắt mối liên lạc với những đồng chí đảng viên chưa sa vào lưới giặc. Các đồng chí một mặt kiên nhẫn tìm cách khắc phục khó khăn, duy trì phong trào cách mạng địa phương, rút dần vào bí mật. Ngày 18 tháng 1 năm 1932, đồng chí Nguyễn Duy Trinh sa lưới địch. Nêu cao khí tiết cách mạng trong nhà tù thực dân phong kiến. Cuối tháng 11 năm 1928, đồng chí Nguyễn Duy Trinh bị bắt lần thứ nhất. Đồng chí bị thực dân Pháp đưa vào khám lớn Sài Gòn. Tuy nhiên, theo giấy tờ lúc đó, đồng chí chưa đủ tuổi vị thành niên nên bị nhốt trong khám tù vị thành niên. Trong môi trường đó, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã tranh thủ thời gian vừa ôn luyện những bài huấn luyện đã được học, vừa tập trung cảm hóa những bạn tù. Cũng trong thời gian này, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã làm quen được với nhiều nhà yêu nước khác như Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thúc Bao và đặc biệt là đồng chí Tôn Đức Thắng. Tháng 7 năm 1930, thực dân Pháp đưa ông và những người bị tình nghi liên quan đến vụ án tại ngôi nhà số 7 đường Babier, Sài Gòn ra xét xử. Ông bị thực dân Pháp kết án 18 tháng tù, nhưng ngay sau đó, Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định trục xuất về Nghệ An. Ngày 18 tháng 1 năm 1932, ông bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai do sự chỉ điểm của một kẻ phản bội. Bắt được ông, thực dân Pháp và tay sai dùng mọi hình thức từ mua chuộc cho đến tra tấn dã man, hòng lay chuyển ý chí của nhà cách mạng Nguyễn Duy Trinh, nhưng chúng đều thất bại. Bất lực, chúng xét xử qua loa rồi đưa đồng chí đi tù đày ở nhà đày Buôn Ma Thuột. Tháng 6 năm 1935, ông và 5 người khác bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo. Tại đây, ông gặp lại những người cộng sản kiên trung khác đang bị giam giữ như các đồng chí Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Hoan, Lê Đức Thọ. Tại nhà lao, đồng chí Nguyễn Duy Trinh được bầu làm bí thư, các đồng chí Hồ Văn Long, Phạm Hùng, Lê Văn Lương làm chi ủy viên. Dưới sự lãnh đạo của ông, các đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu nhiều vấn đề của chủ nghĩa Mác Lênin, tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin cho tù nhân. Năm 1941, ông mãn hạn tù, thực dân Pháp không phóng thích mà chúng đưa ông lên giam ở trại Đắc Lây. Tại đây, ông đã cùng với các đồng chí cốt cán khác tổ chức học tập lý luận cách mạng. Ông là trưởng bộ môn lý luận Mác Lênin và đường lối của Đảng. Sau đó, ông cùng với đồng chí Chu Huy Mân, Huỳnh Ngọc Huệ và Hà Thế Hạnh tổ chức vượt ngục Đắc Lây. Sau đó, ông bị bắt lại. Năm 1945, ông được tự do, nhanh chóng bắt liên lạc với tổ chức và tham gia vận động tổng khởi nghĩa ở thành phố Vinh và Huế. Suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Sự năng động trong thực tiễn đầy gian khổ, hy sinh mà đồng chí Nguyễn Duy Trinh trải qua đã góp phần cùng với đảng ta hình thành quan điểm đường lối cách mạng đúng đắn. Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông đã tham gia nhiều hội nghị của Bộ Chính trị, của Trung ương và Chính phủ để xây dựng hoàn thiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng phù hợp với tình hình nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng quốc tế, hiểu đúng Việt Nam, giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. Đó không chỉ là thắng lợi về chính trị ngoại giao mà cả về kinh tế, quốc phòng, đảm bảo nguồn lực cũng như hậu thuẫn rất cần thiết cho cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Tổ quốc và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ tài năng trí tuệ của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, người đã kinh qua nhiều chức vụ cao cấp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là 26 năm giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, 15 năm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, góp phần không nhỏ vào chiến công chung của toàn dân tộc. Đánh giá về đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: đồng chí Nguyễn Duy Trinh là một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, người học trò trung thành và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm gương chiến đấu và phẩm chất cách mạng, đức tính khiêm tốn và tình thương yêu chân chính đối với đồng chí, đồng bào của anh đã để lại cho chúng ta nhiều tình cảm tốt đẹp và sâu sắc. Những đóng góp lý luận và bài học kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo của đồng chí tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng chí trở thành tấm gương sáng về ý chí cách mạng, tinh thần vượt khó, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì tương lai tươi sáng của đất nước cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, học tập và noi theo. Những cống hiến của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã để lại cho bạn ấn tượng ra sao? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.